Tiến Linh không được tung vào sân cho đến khi đã có bàn thắng, kết quả trận Bình Dương, Hải Phòng, V-League 2023-24. Thưa quý vị, Bình Dương tiếp đón câu lạc bộ Hải Phòng trên sân nhà. Nguyễn Tiến Linh được huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức Thức trên băng ghế dự bị để dưỡng sức cho những toan tính ở thời khắc quyết định của trận đấu. Bình Dương khi nhập cuộc bị câu lạc bộ Hải Phòng chơi ép sân trong suốt hiệp 1 nhưng lại bất ngờ có được bàn thắng với siêu phẩm của Việt Cường ở phút 58. Ngay sau khi Bình Dương có được bàn mở tỷ số thì Tiến Linh được tung vào sân để giúp đội nhà kiểm soát thế trận tốt hơn ở phần sân đối thủ. Có được bàn thắng, khi đồng đội đang ăn mừng chiến thắng, Tiến Linh cùng huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cũng đã có buổi trao đổi khá căng thẳng về những diễn biến trên sân. Đáng lẽ ra thì câu lạc bộ Bình Dương sẽ có nhiều hơn một bàn thắng nếu như các chân sút biết chắt chiêu cơ hội.